những cái sai lầm thường gặp của những người mới mua ô tô, và không chỉ là với ô tô cũ, và đặc biệt là những người mới mua ô tô mới thì cũng rất hay gặp những cái sai lầm này. Và chào mừng anh chị, quý vị, các bạn đã đến với video của Mạnh Ô Tô. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến cho anh chị và các bạn một vài những cái sai lầm rất là phổ biến của các bác khi mà chúng ta mới mua ô tô lần đầu, đặc biệt là những người mới mua ô tô mới. Thì cái sai lầm đầu tiên ấy mà anh chị bạn gặp phải đó là phần trần. Rất nhiều anh chị và các bạn khi mà chúng ta mua xe thì sẽ được hãng người ta tư vấn đó là anh chị nên lắp trần da đấy, để cho nó mát và sau này vệ sinh cho nó sạch sẽ. Nhưng anh chị bạn có thể biết là khi mà chúng ta bán, đặc biệt là dòng xe ô tô cũ, thì những cái trần như thế này, giữ được trần nỉ và nó sạch, nó đẹp như thế này thì sẽ dễ bán hơn và người mua người ta thích hơn, cũng như là khi mà anh chị bạn đi xem xe và mua xe cũ cũng thế, thì những con xe nào mà giữ được trần nỉ nguyên thì nó sẽ dễ bán hơn, hoặc có thể sẽ được giá cao hơn khoảng tầm 3 triệu 5 triệu gì đó đấy. Nhưng mà những ai mà anh chị bạn nghe theo hãng ấy, người ta sẽ tư vấn cho anh chị là anh chị nên bọc trần da vào, thì những con xe trần da thì cũng muốn người một mắt nhìn thôi, em không có đánh giá là đúng hay là sai hay là đẹp hay là xấu. Nhưng mà những đa số về dòng xe ô tô cũ thì thấy trần da thì là người ta sẽ ít được chọn hơn so với việc là giữ được trần nỉ như thế này. Đấy, đấy là cái sai lầm đầu tiên. Cái sai lầm thứ hai ấy, là khi mà anh chị mua thì ở phía bên ngoài xe. Đây em đi ra mà. Đây là một con xe i10 đời 2014. Xe nó sơn zin nó khoảng tầm 90%, xe cực kỳ mới luôn. Thì tí nữa em sẽ quay qua tổng hành cho anh chị và các bạn xem. Nhưng mà em nói qua trước về những sai lầm. Thì anh chị bạn có thể thấy đây là một con xe mà sơn zin nó rất còn rất là nhiều. Thì nó những con xe như thế này sẽ được giá hơn. Và khi mà anh chị bạn mua thì chúng ta thích những cái con xe sơn zin nó nhiều như thế này. Nhưng mà có nhiều người, người ta khi mà mới mua xe về, người ta hay có việc nó dán đề can, dán đề than xung quanh xe luôn đấy, và những cái phần dán đề can ấy thì nó sẽ dán xung quanh xe như thế này đấy, tại những phần ốp như thế này, ốp này, rồi đề can xung quanh xe, rồi gương đấy. Thì khi bạn anh chị bạn biết thì những cái dán nó lâu lâu năm, nếu mà một thời gian ngắn không sao, nhưng mà nó lâu năm theo năm tháng thì những cái đấy nó ăn vào phần sơn, và khi chúng ta lột ra nó sẽ gần như là lột cả phần sơn, vì sơn nó theo năm tháng nó cũng kém, nó bắt đầu nó sẽ nổ sơn ra. Thì khi mà nổ sơn ra thì gần như là cái việc giữ được sơn zin là nó không còn, sơn zin thì nó sẽ bị mất rất là nhiều đấy. Và kể cả những người đã dán đề can ở mặt táp lô táp ly, dán đề can ở mặt táp lô táp ly vô lăng, thì theo đánh giá của em thì những cái đấy là không nên, nó sẽ làm xấu đi con xe nó rất là nhiều, và sau này khi mà chúng ta bóc ra thì nó sẽ tạo ra những cái ở phần nó bị bong chóc, nó sẽ làm mất giá trị của con xe đi. Đấy là cái sai lầm thứ hai mà chị bạn có thể gặp phải. Cái đầu sai lầm thứ ba đó là nhiều anh chị và các bạn là chúng ta mua xe và rất hay dán những cái tượng ở trên mặt táp lô như này, tượng rồi đồ chơi hoặc là nước hoa đấy, hoặc là những cái trang trí gì gì đó ở trên này. Thì như anh chị vẫn biết thì là khi mà chúng ta bóc ra ấy, cái điều đầu tiên ấy là về mặt thẩm mỹ, bóc ra thì là nó sẽ tạo ra những cái vết vết keo ở đây, theo năm tháng nó tạo ra những vết keo, nó cứng ở đây, nó thành vết luôn, thì nhìn nó sẽ là rất là xấu với mặt táp lô này, nó không được còn nhẵn và đẹp như thế này, và tạo ra những cái vết keo hình tròn hoặc là gắn lên chân hình gì thì nó sẽ tạo ra cái vết keo hình đấy. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta mà đi chúng ta phanh gấp hoặc chẳng may xảy ra việc gì đấy thì những cái đấy ví dụ gắn không chặt nó sẽ văng vì lực va chạm rất mạnh, nó sẽ văng hất ngược lại, hất ngược trực tiếp này, hất ngược lại về về mặt của người lái, tạo ra những cái rất là nguy hiểm đấy. Hay là những anh chị và bạn chúng ta hay dán những cái đồ 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 trên mặt vô lăng như này, ở giữa vô lăng gắn những thay
dán hoặc đồ chơi gì đấy, thì anh chị bạn biết ở mặt vô lăng lúc nào những con xe bản nổ nó sẽ có túi khí, và khi nó bung túi khí ra thì những cái nó nổ, nó văng túi khí, và cái đấy nó vẫn gắn vào trên mặt vô lăng thì nó sẽ bắn vào mặt anh chị và bạn. Nhưng cái đấy nó tạo ra những cái rất là nguy hiểm đấy. Đây là cái sai lầm thứ ba. Cái sai lầm thứ tư đó là những bác trẻ tuổi. Trẻ tuổi thì các bác cái hay đụng đồ chơi ví dụ như đèn led xung quanh xe, hay hệ thống đèn còi nhấp nháy đấy, những cái đấy ví dụ như là những đụng về những cái gì chúng ta cần thiết, ví dụ màn hình này, cam lùi này, cam hành trình này, những cái đấy thì là những cái mà anh chị bạn hiện tại thì là rất nhiều người người ta có nhu cầu về cái đấy, và cái đấy gần như thành phổ thông rồi. Thế nên là một salon bọn em thì luôn lắp những cái màn hình này cho các bác có thể thấy màn hình OLED em vừa mới lắp, màn hình và cam lùi, còn cam hành trình thì tùy anh chị thích thì lắp, còn nếu màn hình nào nó sẽ lắp cho anh chị bạn rồi. Thì khi mà anh chị bạn mua những con xe này thì vậy chúng ta không phải lắp nữa. Còn những các bác nào mà độ ví dụ như là phần đèn còi, đèn hoặc là về phần đèn led xung quanh xe nhấp nháy xanh đỏ gì đấy đấy, các bác mà trẻ tuổi một tí thì có thể là hay độ vấn đề đấy. Thế đấy thì là tùy những mỗi người thôi, người đấy là do sở thích. Thì vấn đề này em không nói là đúng hay sai, tuy nhiên thì các bác có thể biết là những cái phần độ nó không phải là theo xe, thì khi mà đụng quá nhiều vào phần điện thì điện chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng. Theo năm tháng thì bắt đầu xe nó sẽ bị kém và phần điện nó sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, ví dụ nhà đi thì nó hay chập chỗ đỏ cháy chỗ kia. Đấy, bóng đứa này nó không sáng, bóng đứa kia không sáng, hoặc độ vì nó độ nhiều quá thì có thể là còi nó không kêu, hay là xi nhan nó không sáng, nó không không chạy. Đấy, hoặc nhiều lúc thì là gương kính nó không lên xuống được đều. Đấy, bởi vì là khi mà đụng vào thì phần điện nó bị ảnh hưởng nhiều. Thì các bác nên hạn chế thôi, chúng ta độ những cái gì mà chúng ta thấy nó cần thiết. Đấy, và nó phục vụ cho cái việc mà chúng ta an toàn cho chúng ta, hay là việc chúng ta đi lại nó thuận tiện hơn. Ví dụ như màn hình cam lùi, cam hành trình thì có thể các bác độ, nhưng còn độ những cái mà không cần thiết nó ảnh hưởng đến phần điện thì cái đấy thì em thấy là nó không nên. Đấy, một cái nữa thì là do về việc đi lại thôi. Cái này thì là nhiều bác thì đi lại ở gần, như này chúng ta gần như không thắp cái dây an toàn. Các bác có biết dây an toàn nó thiết kế ra để cho bảo vệ khi mà nó có tai nạn thì túi khí nó bung ra, hoặc là giữ lại tim người người lái hoặc là người ngồi bên cạnh, nó giật nó không cho lao về phía trước. Nên nhiều bác đi gần thì các bác hay mua những cái nó gọi là thế nắp an toàn giả, nó có mỗi một cái đai này thôi, và nó một cái đai này, sau đó thì các bác gắn vào đây để cho nó đỡ tiêu, vì đi nếu mà chúng ta không không gắn dây an toàn nó sẽ đi bị tiêu. Các bác mua cái đấy các bác gắn vào, thì đấy bây giờ em thấy rất nhiều nhiều con xe mua lại thì cũng thấy rất nhiều những cái người ta hay mua cái đấy, người ta vứt trong xe. Thì các bác này biết là cái này là thói quen thôi, đi lại ít hay đi lại nhiều, đi gần đi xa thì đấy thì tốt nhất các bác cũng nên gắn nắp dây an toàn vào để cho nó đảm bảo cho bản thân cũng như là người ngồi xung quanh, thì nên khuyên họ là lắp dây an toàn đi, cứ đã ngồi lên xe và khởi hành thì chúng ta lắp dây an toàn vào. Chứ nhiều bác là không muốn cắt dây an toàn bởi vì đi gần, nhưng nhiều lúc mà không biết như thế nào thì nó có thể xảy ra vấn đề không mong muốn. Cái đấy thì là các bác nên lưu ý. Một cái nữa, cái cuối cùng mà em thấy là khá là cần thiết nha, mà nhiều bác thì không trang bị, đó là về tích tiếp cũng như là dây câu. Nhiều bác mua cái này là đa số là dòng ô tô cũ thôi, và nhiều bác mua ô tô mới cũng có trang cố, đó là về phần tích tiếp. Tích tiếp cũng như là phần dây câu, cứ các bác có thể biết là phần khi mà chúng ta đi đường thì chúng không biết lúc nào mà xe nó bị thủng xăm nổ lốp, thì cái phần tích tiếp bên này để chúng ta thay. Đấy, và thi thoảng các bác nên kiểm tra cái lốp dự phòng nhé, lốp dự phòng là phải bơm căm, cũng như là không có vấn đề là rách nát gì cả. Nếu mà rách nát thì chúng ta đổi sang lốp lốp khác, mua lốp khác, vì cái lốp dự phòng này là ví dụ chúng ta đang đi đường cao tốc, chúng ta không thể làm động người ta đến cứu ở đấy, hoặc đi đường vào buổi tối ban đêm thì rất khó để gọi người đến cứu đến hỗ trợ. Đấy, các bác tip tip này, các bác khi mà mua xe
nếu mà mua xe cũ đặc biệt là phải kiểm tra xem có hay không, không có thì bảo bên bán là người ta phải hỗ trợ và tìm cho các bác làm sao có đủ nó được tiếp tiếp đấy. Và dây câu thì ví dụ như chúng ta quên cái này rất là, người ta quên nó không thắt chìa khóa thì nó gây ra cái đi hết mình, thì có cái dây câu thì các bác có thể là nhờ xe khác câu phát nổ ngay. Thì cái này để mà sao lông em thì thứ nhất là về màn hình bọn em sẽ lắp cho khách, con nào chưa có thì là bọn em sẽ lắp. Thứ hai là về phần dây câu thì các bác khi các bác mua xe tại Salome thì em sẽ tặng cho các bác một bộ dây câu để các bác có thể hỗ trợ cứu xe khác cũng như là cứu xe mình khi cần thiết, và tích tiếp thì lúc nào cũng phải đầy đủ đấy. Đấy là những cái sai lầm cơ bản mà nhiều bác mới mua tôi cũng các bác không để ý, thì nó tạo ra những cái mà nó không an toàn hoặc là nó bất tiện cho mình, thì các bác lưu ý những vấn đề đấy. Thì đây là nhân tiện cái video này thì em giới thiệu đến cho các bác một con xe Hyundai i10 đời 2015. Con xe này là chính chủ nữ đi và xe đi cực kỳ ít, chỉ đi loanh quanh ở gần nhà thôi, và sơn zin nó còn khoảng 90% các bác nhá, 90%. Nhiều con xe thì đời này thì là đa số nó sẽ còn khoảng đâu đấy khoảng 60-70%, đó là rất là phổ thông. Nhưng con xe giữ được 90% đi khoảng 10 năm rồi nhưng mà giữ được 90% thì nó cực kỳ là hiếm. Các bác có thể thấy vừa qua em quay mặt táp lô này, táp đi cửa này, các bác nhìn nó rất là sần, rất là mới, cũng như là sơn đây, phần sơn nó zin 90%. Các bác có thể đến xem xe và test xe. Con xe này thì hơn 200 triệu thôi, 268 triệu bao giúp hồ sơ cho các bác xem bên biển 34. Đây, tổng thành xe này, máy zin nhá, với cái con xe đi rất là ít, con này đi khoảng 10 vạn 2, 10 vạn 2 zin thôi. Các bác có thể đến thích tiết thoải mái, đến là video của em quay và hướng dẫn cho các bác một số cái sai lầm cơ bản cũng như là giới thiệu con i10 này. Và bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ở dưới màn hình hoặc đến là tại salon của em để xem xe, test xe. Và có câu hỏi gì thì các bác có thể bình luận xuống bên dưới để chúng ta cùng bàn luận, và em sẽ làm video tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những video clip tiếp theo.